Bạn có bận lắm không? Kính thưa cộng đoàn, quý cụ ông cụ bà và các bệnh nhân rất thân mến. Mời cộng đoàn lắng nghe bài suy niệm. Bạn có bận lắm không? Satan mở cuộc hội nghị thế giới. Nó khai mạc bằng cách ngỏ lời với đám ác thần đang vây quanh xúm xít đông đảo. Nó bảo chúng ta không thể nào ngăn cản bọn Kitô hữu đi nhà thờ. Chúng ta không thể ngăn cản họ đọc kinh thánh và biết được chân lý. Chúng ta cũng không thể ngăn cản chúng tạo ra một mối tương quan thân mật với Đức Kitô. Nhưng nếu họ liên lạc được với Đức Giêsu, quyền lực của chúng ta đối với họ sẽ tiêu tan. Vì vậy, hãy cứ để cho bọn họ đi nhà thờ, để cho bọn họ giữ nếp sống riêng, nhưng chúng ta nhất quyết cướp lấy hết thời giờ của chúng, để chúng không thể có được mối tương quan thân mật với Đức Kitô. Đấy là điều ta muốn các ngươi phải làm, hỡi các ác thần đáng kinh tởm của ta. Hãy làm cho bọn họ sao nhãng việc tiếp xúc với đấng cứu độ chúng và không tài nào giữ được mối liên lạc ấy suốt cả ngày. Đám ác thần nhao nhao lên. Vậy chúng tôi phải hành động thế nào để làm được như thế? Satan liền trả lời một cách nham hiểm. Hãy làm cho bọn họ bận rộn với những điều không thiết yếu trong cuộc đời và tạo ra thật nhiều chương trình để cho đầu óc họ không rảnh rỗi. Hãy xúi giục họ tiêu xài, tiêu xài, tiêu xài rồi kiếm tiền. Kiếm tiền, kiếm tiền. Hãy thuyết phục các bà vợ đi làm nhiều giờ và các ông chồng đi làm 6, 7 ngày mỗi tuần từ 10 đến 12 giờ mỗi ngày để họ có thể thoải mái sống cái cuộc sống trống rỗng của họ. Hãy ngăn cản họ dành thời giờ cho con cái. Khi vợ chồng con cái ly tán thì chẳng bao lâu gia đình sẽ bị công việc gây áp lực. Hãy kích thích tâm trí họ tối đa, để họ không còn có thể nghe ra tiếng nói êm dịu nhỏ nhẹ kia. Hãy khuyến khích họ mở máy radio hoặc cassette khi họ lái xe đi làm. Hãy để cho TV, đĩa hình, đĩa nhạc và máy tính chạy suốt cả ngày trong nhà. Và làm sao cho các cửa tiệm và nhà hàng liên tục trổi lên những bản nhạc xa rời kinh thánh. Điều này sẽ làm cho đầu óc của họ bận rộn và cắt đứt được hoàn toàn mối liên lạc với Đức Kitô. Hãy đặt trên bàn ăn sáng tất cả các tạp chí và nhật báo. Hãy chất đầy đầu họ với tin tức 24 giờ một ngày. Hãy làm ngập những giờ phút lái xe của họ với các bản quảng cáo. Hãy đổ tràn vào hộp thư họ những bức thư tào lao, những giấy đặt hàng, bảng cá cược và mọi loại thư khuyến mãi tiếp thị các loại sản phẩm và dịch vụ miễn phí. Cùng với những niềm hy vọng hão, hãy đặt các người mẫu mảnh mai và xinh đẹp trên bìa những tạp chí để cho các ông chồng tin rằng sắc đẹp ngoại hình là điều quan trọng. Và họ sẽ chán ngấy bà vợ của mình. A ha, điều này sẽ làm cho các gia đình tan vỡ thật nhanh chóng. Ngay cả trong các cuộc giải trí của họ, hãy biến chúng thành quá đà. Hãy làm cho họ đi nghỉ cuối tuần về nhà mệt nhừ, bất an và không sẵn sàng bắt đầu một tuần làm việc mới. Đừng để họ đến với thiên nhiên để nhìn ngắm các kỳ quan của Chúa. Hãy đưa họ đến các công viên giải trí, các sông bạc, các hoạt động thể thao, các nơi hòa nhạc và chiếu phim. Hãy làm cho họ bận rộn thật bận rộn. Và khi họ gặp nhau để chia sẻ tâm linh, hãy truyền vào những lời nói xấu và tiếng to tiếng nhỏ để họ ra về với lương tâm bất ổn và tình cảm bất an. Tiến lên đi, hãy để cho họ dấn thân vào việc cứu vớt các linh hồn. Nhưng hãy đổ vào cuộc đời họ thật nhiều thiện ý đến độ họ không còn thì giờ tìm kiếm sức mạnh nơi Đức Kitô. Chẳng bao lâu, họ sẽ hoạt động bằng sức lực của chính mình. Và rồi họ sẽ hy sinh sức khỏe và gia đình để phục vụ mục đích ấy. Biện pháp này hiệu quả đấy, hiệu quả lắm. Đấy chỉ là một cuộc hội nghị. Và bọn ác thần hăng say chia tay ra về với nhiệm vụ là làm cho các Kitô hữu khắp nơi bận rộn, thật là bận rộn, quá đỗi bận rộn, phải chạy từ nơi này đến nơi khác. Tôi đoán là các bạn sẽ đặt câu hỏi, liệu ma quỷ có thành công trong chương trình của chúng vừa đưa ra ở trên không? Bạn hãy tự xét lấy nhé. Con xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta. Amen. Linh Mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, dòng Đa Minh. Số điện thoại 0909 215 537.